Rồi, hôm nay thấy bà con đê Giang Đông nè. Đây, đê Giang Đông 6 cửa sông nè. Đây, 6 cửa sông. 24. Nước đê. Đây. Đê 24 Giang Đông 2.200 ft, nặng 195 kg. Đây, là nước đê nha. Nó là 50 á. Nó không có boe, không có bùi lửa, không có bình nước, không có bình dầu và không có bu ly. Đó là 5K đó. 1115 là 24 ngựa 5K. Nhất là không có boe, không có bô lửa, không có bình dầu, không có bình nước, không có bu ly, gọi là 5K. Này Giang Đông nha, hàng nhập khẩu nha. Đó. Hàng này trong nước đê nó đứng đầu rồi con. Nó có dây dẫn dầu bà con nè. Đê Giang Đông 24. Không bình dầu, không bình nước, không boe, không mua lửa, không mua ly, rõ là 5K. Nhất là một là không boe, hai là không, một là mua lửa, không có mua lửa, hai là không có boe, ba là không có bình nước, bốn là không có bình dầu, năm là không có mua ly, nên gọi là 5K là vậy đó. Đề là kết hợp cái sạc nằm đây luôn con, đây hộp sạc nằm rất chắc chắn này, này chuyên đi biển nè ha, kết hợp đấu sạc sẵn mà con à, con có đấu điện đúng vô đây là sạc, này đấu sạc sẵn hết trơn nè, đây. Bà con nhớ mua cái nguồn điện nó phải đủ vô đủ đó nha. Đây phải đủ ampe này. Bà con đấu chỗ này dấu cộng vô bình nè. Dấu cộng với dấu dương á, còn dấu mát thì vô bất cứ chỗ nào cũng được, vô mát chỗ nào cũng lóc được. Có báo nhớ luôn. Có báo vô ampe luôn nè. Đặc biệt cái đời Giang Đông nó cái tay cầm rất sướng, nó dài mà con nó đủ lực. Mấy con đê mà con nên quay tao quay dài nó đủ lực, nó không bị chả mà con. Tất cả dòng đê cũng vậy mà con nên mua tao quay dài nè. Nó đủ lực hơn. Rồi con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đê Giang Đông 24.